trước chân em âm thầm là chờ non xanh muốn cho mình xót xa. Crowd cho các bác khách kia nhá. Tại đây là của bác khách, các bác nên có gửi về để đổi sang con crowd. Đôi loa này là của bác khách ở Hải Phòng đặt nhưng mà hôm nay bận, hôm nay mới làm xong cái lưới. Đây là cái lưới loa này. Chúng em sẽ vào và gửi hàng cho các bác buổi chiều ngày hôm nay. Ok, test thì cũng test thế thôi, chứ bây giờ cũng hơi muộn rồi. Em tranh thủ đóng gói hàng và gửi hàng cho các bác nhé. Các bác nào chưa nhận được hàng cứ từ từ thông cảm nhé. Mấy hôm nay hơi bận tí. Đấy, bây giờ bê đôi này ra nắp lưới vào và quấn bìa và đóng gói và gửi hàng cho bác khách Hải Phòng. Và bác khách ở Bắc Ninh thì theo như là em đã thông báo trước là thống nhất là đổi rồi, thêm tiền vào. Đấy, ok không ạ? Rồi, ok nhá. Thì bây giờ em sẽ thông tin lại cho hai bác khách này. Hẹn các bác trong clip lần sau nha. Hôm nay lại về thêm một ít hàng chất nữa rồi.